Sắc vóc Phi Thanh Vân sau 4 năm đại trùng tu có gì nổi bật? Thường xuyên sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi về diện mạo, đặc biệt là lần độ vòng 3 lên đến hơn 100cm, Phi Thanh Vân gây chú ý với sắc vóc hiện tại. Là một trong những diễn viên có tiếng trong showbiz, Phi Thanh Vân không ngại chi nhiều tiền để trùng tu nhan sắc. Mỗi sự thay đổi của người đẹp đều được cư dân mạng chú ý, đặc biệt là sau khi cô can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ vào vòng 3 của mình. Sau nhiều năm đây vẫn là chủ đề thu hút sự bàn tán của người hâm mộ. Vóc dáng Phi Thanh Vân làm nhiều người tò mò về sự thay đổi sau phẫu thuật. Cụ thể, trên trang cá nhân Phi Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường hay đang say mê trong công việc thu hút cư dân mạng. Thế nhưng điều mà dân tình quan tâm nhất có lẽ chính là vóc dáng có thay đổi đáng kể so với trước kia của người đẹp. Trong nhiều bức hình có thể thấy rõ vòng 3 nảy nở, căng tràn và có số đo lên tới 104cm. Công nhận rằng số đo vòng 3 sau khi được cải thiện làm nhiều người cảm nhận cửu mẫu Phi Thanh Vân thêm vài phần quyến rũ, gợi cảm. Thế nhưng bên cạnh những ý kiến khen ngợi, động viên người đẹp cũng không thể tránh khỏi lời bình luận theo hướng không bằng lòng từ khán giả. Không ít người cho rằng người đẹp chơi lớn để trùng tu vòng 3 làm mất đi sự hài hòa với tổng thể vóc dáng. Thế nên điều này hơi quá đà và làm dân mạng đỏ mặt mỗi lần chiêm ngưỡng. Được biết, Phi Thanh Vân từng làm cư dân mạng bất ngờ khi tiếp tục đổ tới 180 triệu chỉ để bơm vòng 3 tới con số 104cm. Nữ diễn viên phim Cô Gái Xấu Xí cũng rất hài lòng, vui vẻ với quyết định thay đổi lần thứ N của mình. Thậm chí, cô còn tự tin lịt dễ ảm chia sẻ với người hâm mộ trước khi tiến hành phẫu thuật. Cô cũng thoải mái chia sẻ về quá khứ đầy nỗi buồn vì bị mọi người chê cười ngoại hình, vẫn nung nấu trong lòng một ước mơ, đó là mình sẽ thật là đẹp, sẽ thành công trong công việc, thật nổi tiếng. Ước mơ đó đã theo Vân suốt 36 năm nay. Sắc vóc của Phi Thanh Vân hiện tại khác xa so với hồi mới vào nghề, phần mất cân đối bởi vòng 3 quá khổ. Sau một thời gian hoạt động mạnh ở lĩnh vực kinh doanh, mỹ nhân cũng đã có thêm những dự án về nghệ thuật và đang bận bịu với lịch trình dài. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.